Chào cô thứ ba và các bạn. Em hôm nay sẽ giảng bài 3.9 Đi giặt đồ sướng như ngồi ở quán cà phê. Câu số 1. Bạn có thường đi quán cà phê nơi bạn sống không? Thế đến quán cà phê chúng ta sẽ được tận hưởng những gì? Hãy kể ra. Đối với em với mấy bạn của em không có thường đi quán cà phê hay uống boba hoặc là ở nhà làm bài thôi. Nhưng nếu em mà đi một quán cà phê gần nhà em thì em muốn được mấy dịch vụ như là wifi miễn phí hoặc là một nơi rất là dễ dàng để ôn bài, học bài. Câu thứ hai, bây giờ chúng ta hãy đọc bài báo mạng ở trang kế để biết tại sao đi giặt đồ sướng như ngồi ở quán cà phê nhé. Dịch vụ ở Sài Gòn, đi giặt đồ sướng như ngồi quán cà phê. Tuy mới xuất hiện chưa lâu, nhưng dịch vụ cho thuê máy giặt đang trở nên quen thuộc với nhiều gia đình trẻ. Các sinh viên, nhân viên và nhân viên văn phòng suốt ngày bận rộn với công việc. So với hình thức giặt ủi đã có từ lâu, dịch vụ thuê máy giặt còn được một số người đón nhận như một cách thư giãn. Gần đây, nhiều điểm cho thuê máy giặt còn chủ động cùng cung cấp các dịch vụ kèm theo khá thú vị. Tại tiệm giặt ủi công cộng, chủ tiệm sắp xếp không gian tiệm như một quán cà phê, có bàn làm việc, nơi phục vụ nước uống và kệ sách báo để phục vụ khách trong lúc chờ đợi. Trong thời gian ngồi chờ máy giặt đồ, khách hàng có thể uống cà phê, xem TV hoặc lướt web với wifi miễn phí. Ngoài những người quá bận rộn mang quần áo đến thuê giặt, đa số khách đến tiệm đều tự giặt, tự bỏ quần áo vào, tự chọn xà phòng và nước xả, ngồi đợi rồi sấy khô mang về. Mỗi công đoạn như vậy mất 2 đến 3 giờ đồng hồ. Chị Lê Hoài Thu, chủ tiệm giặt Hoài Thu, cho biết những khách hàng này thường là ô sinh, sinh viên hoặc là nhân viên văn phòng thuê nhà ở gần tiệm. Là một trong những khách quen, chị Lê Ngọc Thanh cứ 2-3 ngày mang quần áo đến tiệm giặt một lần. Nhà có 4 người, chồng đi làm, 2 con đang đi học. Chị phụ trách nội trợ cho gia đình tại căn nhà thuê trong hẻm đường Phan Văn Trị. Chưa có điều kiện mua máy giặt nên lúc trước chị Thanh thường giặt tay tất cả quần áo. Từ khi có dịch vụ này, mình bớt phải giặt tay, quần áo mình tự mang ra giặt. Nếu trời mưa, sợ đồ phơi không kịp thì bỏ thêm 30.000 đồng sấy khô nữa là được. Chị Thanh chia sẻ, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá thuê máy giặt dao động 28.000 đến 35.000 đồng một lần giặt, tùy loại máy 7 kg hay 10 kg. Nếu sử dụng bột giặt của tiệm, khách bỏ thêm 3.000 đồng một nắp xà phòng và 3.000 đồng một nắp nước xả vải. Thuê máy sấy 34.000 đồng một lần. Trong khi đọc, complete the following sentences. Many self-serve laundromats offer free Wi-Fi and services, including tables for their customers so that their customers can feel like they are in a cafe while waiting for their clothes to be washed and dried. Most customers of these shops are young or students or live nearby. What is the total cost to use both the drying and washing machine to up to 20 pounds of clothes? So for 10 kilograms, which is 20 pounds, it's $35,000. Sau khi đọc, trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Việt. Theo ý bạn, Phi và bạn, nếu bạn sống ở Việt Nam, có chọn những cửa hàng
tự giặc này không? Tại sao? Em nghĩ là nếu em bên Việt Nam thì em cũng theo như người ta cũng sẽ qua một cái chỗ như này, tại vì mấy bạn em cũng làm vậy. Hoặc là nếu em muốn uống cà phê thôi, em không cần mang đồ ra giặt, em cũng ra để uống cà phê, ngồi nói chuyện với bạn. Mà nếu nếu không có tiện cái chỗ giặt đồ không có tiện thì em không có đi. Nếu cái một cái chỗ này gần nhà em đi bộ ra uống cà phê hoặc là giặt đồ sấy đồ thì em mới đi. Còn không thì em ở nhà làm đỡ hơn. Câu số 2. Mấy ngày bạn sẽ đem quần áo đi giặt sấy một lần. Bạn nghĩ mỗi lần bạn sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền? Tại sao vậy? Đối với em thì em giặt mỗi tuần một lần thôi. Thì nếu em mà đem ra thì mỗi máy trong cái bài báo này nói là 34.000 đồng một lần, em làm khoảng 2 máy thì em sẽ tốn khoảng 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 125.000, tại vì em sẽ giặt và sấy. Em cảm thấy cái câu cái bài bài thông báo này cũng rất là hay. Người ta có ý kiến sáng kiến về cái dịch vụ này rất là rất hay, tại vì người ta sẽ làm được tiền rất dễ. Nếu bên Mỹ mà không có máy giặt, máy sấy trong mỗi mỗi nơi, mỗi nhà thì em cũng sẽ thấy được một cái ý kiến này đem qua nước Mỹ này cũng được. Nhưng tại vì người ta nhà nào cũng có một cái máy hết thì không có làm hay bằng như bên Việt Nam. Em chào cô.